đây ngày mai chúng ta sẽ làm gì vậy? Sẽ ăn bánh canh cá dầm Nha Trang và cá nó cá gì vậy chị nói? Cá cờ hả? Chị bỏ cho em nhiều cá nè. Em ăn ít cái bánh canh này. Rồi cũng có bánh canh, có cá cờ nè, có chả cá nè, bánh canh và gia vị sẽ có hành phi. Có cá nêm vô không? Có nêm mà. Em ăn ở đây á. Ai ăn đây hả? Em ăn ở đây, ăn thêm một tô nữa. Rồi. Một tô sao đủ của em. Đây mọi người xem cái bữa chả cá đã không? Cá này làm bằng cá gì chị hả? Đủ rồi. Đủ là cá hả? Em tự làm luôn hay là sao? Đúng rồi. Đây. Đồ quán của mình là nằm ở góc huyện Tam Bình Châu với lại Hai Bà Trưng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tô bánh canh cá dầm của các vị đang xuất hiện trên màn. Tôi nhìn thấy số tiền của các cửa hàng chính tớ cho nên là chắc ngọt tình thêm quá tận cảnh của mình và đặc biệt là cả và có 30 gà rất là xuất sắc và mỹ dầm. Tiếp theo là món bánh mì chả cá. Đây, nhìn thấy đống chả cá là thấy cái kính rồi đúng không? Cái này cắt ra xong sẽ bỏ chả cá vào và có nước mắm và rau. Mắm kẹo. Mắm kẹo mắm. Ô, cái lên cầu đi. Thêm mà quảng cáo không? Dạ, đang làm phóng sự món ăn đặc sản của Nha Trang à. Đây. Và chả cá đặc biệt ở đây là món mắm làm sắc. Từ này là người thanh niên là mới vớt hai tô bánh canh xong rồi giờ thêm một cái ổ bánh mì để tí nào ăn. Bánh mì để backup tí nào.